Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn về một cái giống cây trồng mới nữa mà mình cũng đã có chia sẻ ở những cái clip trước rồi đó các bạn. Thì cái giống này là cái giống mới và có thể mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con. Ở đây thì cái vườn nhà mình thì cũng đang trồng nha. Đây là cái giống trà là nè các bạn. Thì đây là cây trà là giống. Bà con nông dân nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình nha, qua số Zalo 0939 68 68 94. Rồi mình sẽ gửi hình và báo giá tùy theo cái độ tuổi của cây. Thì hiện tại mình đang có một số cái cây giống nhỏ, cây giống vừa và một số cây lớn trưởng thành. Thì đây là những cây trà là lớn nè các bạn. Các bạn nào có nhu cầu thì mình bứng luôn nha. Mình bứng là mình giao luôn. Ở đây mình trồng theo cái lối này nè các bạn. Trồng dài để đằng tuốt đó luôn nha. Và mình trồng xung quanh đất. Thì cây này cho thu hoạch là sau 3 năm trồng nha các bạn. Thì cái gốc này khoảng năm mấy nữa là cho trái được rồi. Cái loại này là loại trà là ăn trái chín nha các bạn. Còn có một loại trà là ăn trái sống nữa. Thì đây mình chia sẻ với các bạn cái loại trà là ăn trái sống và trái chín. Thì đây là cái cây trà là mình để mình ăn trái chín nè, chín cây luôn, là mình bẻ xuống mình ăn luôn nha các bạn. Nó ngọt tự nhiên luôn nha. Ngọt và thơm tự nhiên. Mình đã có ăn thử rồi và thấy nó cũng là ok nha các bạn. Trái nó thì rất là nhiều, trên một chùm thì cái trái nó khoảng bằng ngón tay, mà một chùm như vậy thì nó rất là nhiều. Khi mà nó chín thì nó ngã sang cái màu nâu, là mình bẻ từ trên cây mình ăn luôn trực tiếp luôn nha các bạn. Trái chín. Còn cái loại trà là nữa, đây là một cái loại trà là nữa, là cái loại trà là này là ăn sống nha các bạn. Trà là Thái. Thì cái loại trà là Thái này là cái giống này là mình nhập trực tiếp bên Thái về nha các bạn. Các bạn nào có nhu cầu lập vườn trồng số lượng lớn thì cứ liên hệ với mình báo giá sỉ cho nha. Thì đây cũng là cây trà là Thái luôn nè các bạn. Trà là Thái nhưng mà ươm tại Việt Nam. Còn ở đây là hàng này là hàng nhập, cũng là trà là Thái. Còn đây là trà là Campuchia, Trung Đông. Thì cái loại này là loại ăn trái chín. Cây này cũng là lớn rồi nè các bạn. Khi mà trồng thì nó cho thu hoạch sau gần 3 năm. Tại vì cây này được năm mấy rồi nha các bạn. Còn những cái loại này thì khoảng 3 năm cho trái. Tương tự những cái giống này cũng vậy nha các bạn. Cũng khoảng 3 năm là cho trái. Thì bà con nào mà muốn lập vườn trồng số lượng lớn thì lấy cây loại nhỏ này thì nó sẽ rẻ chi phí hơn. Tốc độ phát triển cũng rất là nhanh khi chúng ta cho ra đất. Và cây đặc biệt là dễ trồng. Cây này không có sợ bệnh chết nha các bạn, không bao giờ bị chết. Bởi vì cái loại nó là chịu hạn tốt và ngập úng cũng chịu được luôn. Cây lớn bên mình nè, mình trồng khoảng năm mấy mà cái cây nè, lúc mình lấy giống thì cái cây ươm cũng được 1 năm tuổi. Rồi mình trồng năm mấy nữa là tính ra là từ lúc mà ươm hột tới lớn luôn là trên 2 năm rồi nha các bạn. Thì trồng khoảng năm mấy nữa là cho trái. Còn đây là cái giá thể để mình ươm cây giống. Thì bên mình có nhiều loại cây giống lắm. Giá thể chủ yếu là cho trấu, sơ dừa và phân hữu cơ. Mình ủ chung với nấm Trichoderma nha các bạn. Còn bên cạnh những cái cây ăn trái mới lạ là cây chà la này. Thì mình cũng có một số cây cảnh như là hoa sim tím đó các bạn. Sim này là sim Thái luôn nha. Sim này là loại là để chơi kiển, chơi hoa chứ không phải là loại sim ăn trái. Đây còn gọi là hoa mua các bạn. Và một số hoa mai xanh để chơi kiển. Thì mình sẽ ra những cái clip cây cảnh sau nha. Còn đây là cây chà là mình vừa có thể trồng cây ăn trái và có thể là trồng làm cảnh quan được luôn nha các bạn. Nó trồng cảnh là rất ok, trồng theo công trình đó. Ở đây mình có ship code giao hàng tận nơi hết nha các bạn, ship code toàn quốc hết. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ qua Zalo mình, gửi hình mình báo giá và sẽ nhắn địa chỉ cho mình, sẽ gửi hàng tới nơi mới thu tiền nha các bạn. Ở nhà mình thì có một cây hoặc là hai cây như thế này thì trồng vừa làm cảnh vừa có trái ăn luôn nha các bạn. Chà là thì nó rất tốt cho sức khỏe. Và trồng thì nó dễ trồng, chúng ta có thể trồng bỏ quang nó cũng được. Nó vẫn phát triển tốt. Không cần phải cho phân hay là chăm sóc cầu kỳ gì hết. Các bạn nào muốn lập vườn thì liên hệ với mình sẽ cho cái giá phải chăng với số lượng. Các bạn nhớ đăng ký kênh để xem những cái video tiếp theo về các loại giống cây ăn trái độc lạ nha các bạn. Rồi bây giờ xin cảm ơn và chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.